Chào buổi sáng, morning các bác nhé. Ôi, hôm nay chưa già mà đã thấy khó ngủ quá, dậy sớm. Anh em cây cối thường dậy sớm lắm á, thức khuya dậy sớm. Vì đơn giản là ban ngày á thì đi làm, cái thời gian ngắn. Và thì có ban đêm và sáng sớm thì anh em rất là ngắm cây và rất nhiều cảm xúc lúc đấy. Vâng, công nhận không? Đấy. Vừa nãy tôi dậy sớm lắm nhưng mà nó còn tối. Đấy, gà nó gáy. Tối muốn quay phim là làm gì cũng khó. Hôm nay lôi cây này ra luôn. Một số cây còn là làm được nhưng mà còn đang ngoài vườn. Cái này lôi ra cắt tỉa. Cây này là một cây rừng quê. Một tuần mới lấy được hôm sau Tết. Sau Tết nhưng mà nó... Cái hôm đấy mà lấy về mà bác nhìn thấy nó bị héo héo mà tôi cắt lá đi. Hôm nay nó đã tốt u mà, này rất là nhanh. Thì tôi cắt luôn. Bác đừng có bảo là nó non, cái này mà cắt rất là tốt. Cắt này là tốt rồi. Tí nữa bác sẽ thấy nhé. Định hình này bông răm này. Trước cắt ở đây là hôm trước em thu vào cái ngọn này. Thành gốc một ngọn chỉ này. Em rất cái mầm này mình vỡ ngọn. Ngày trước có ngọn đây rồi. Nếu các bác nhớ cái video có ngọn đây rồi. Nhưng mà nó chưa đúng ý. Vì là ngọn nó to đúng không anh cái cây này. Tôi bỏ đi rồi. Lấy cái mầm này. Đây này. Còn tối nó còn hơi chưa lấy nét được mấy. Thì tôi cắt sơ qua lại quay lại cái kết quả đó nhé.
thoáng hơn các bác đúng không? Tất nhiên còn phải bẻ một số chỗ nhưng mà bây giờ cứ cắt ra thì đã. Chỗ này thì phải giữ lại nhưng mà làm cho nó đỡ đơ đi một tí. Cái này thì bình thường đơn giản là khứa nhẹ cái đẩy sang một bên cái là được. Rồi đấy các bạn, dừng rồi đấy. Đây vào mặt chính nhá. Đấy, mặt này thì nó sâu cây, mặt kia thì lại quái. Cảm ơn quá. Đấy, mở bệ dưới thì ngon phết đấy các bác. Nó chưa bới ra đấy. Bệ nó. Đấy. Nghĩ là các bác nên thực tế là quay video thì các bác sẽ phải chợ nhiều hơn. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà để mà đi sâu vào dưới cây thì các bác nên xem cái video mà em làm cây các bạn. Đấy. Thực tế là không dám nói về cái kinh nghiệm hay là cái gì cả và nhận làm thầy gì dạy gì các bác cả, nhưng mà ý là xem những cái video làm cây mình sẽ vỡ được rất nhiều điều về dáng thế, về cách chọn cây, chứ xem ngoài chợ thì thực sự là tào lao vui vẻ thôi. Đúng không? Cái không khí thôi thì rất ít khi em mua ngoài chợ. Đấy, việc phẫu cái ngọn này kìa, đẩy này xuống, giật cái ngọn mới lên, nhúc vô ngọn chỉ đấy. Đúng là giật sâu xuống nữa cũng được, không sao. Này nó cũng có một đoạn chuyển khá là hay rồi. Cảm ơn các bác nha, chuyển sang cái khác.